Nhà văn vĩ đại nước Nga Maxim Gorky từng nói, sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Câu nói ấy đã từng khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của sách đối với cuộc sống của con người. Sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, nơi đó gửi gắm cả nguồn tri thức khổng lồ để con người có cơ hội tiếp cận và chiếm lĩnh. Đọc sách mang lại những ý nghĩa to lớn, đọc sách có ích, đọc trăm quyển không biết mệt, người nhân ái thế nhân, bậc giả trí thế trí. Tôi vốn là người yêu thích đọc sách, vì vậy khi rảnh rỗi, tôi thường đến thư viện. Có rất nhiều quyển sách gây ấn tượng với tôi, và trong đó có một quyển sách rất đặc biệt mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, Khi lỗi thuộc về những vì sao của John Green, một tác giả người Mỹ viết tiểu thuyết cho thiếu niên nổi tiếng. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 1 năm 2012 bởi Dutton Books tại Hoa Kỳ. Quyển sách được Lê Hoàng Lan dịch sang tiếng Việt, xuất bản ở Việt Nam vào năm 2014 bởi nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách có 364 trang với khổ 13-20cm. Thứ mà tôi chú ý nhất có lẽ là tựa đề lạ kỳ của cuốn sách Khi lỗi thuộc về những vì sao. Nó được lấy ý tưởng từ một vở kịch của Shakespeare. Lỗi không bởi những vì sao, lỗi thuộc về chúng ta. Khi đọc xong Khi lỗi thuộc về những vì sao, tôi tin rằng các bạn sẽ được trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, bởi vì nó dường như có đỗi chân thực, hệt như một tấm gương phản chiếu từng khía cạnh của cuộc sống, từ những niềm hạnh phúc qua những đau thương, từ khoảnh khắc sự sống cho đến cái chết. Cuộc đời của chúng ta có thể có nhiều điều diễn ra mà ta không bao giờ tin rằng, ngờ rằng nó sẽ xảy đến. Điều đó có thể là may mắn cho một số người, nhưng những người khác thì ngược lại. Người ta thường hay nói, con người nếu cố gắng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Thế nhưng, với những người mắc cân bệnh nan y quái ác thì sao? Họ sống trong những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần và luôn phải chiến đấu với chúng từng giây, từng phút. Ta chỉ có thể oán trách rằng thế giới này rất bất công. Bệnh tật như những tên sát nhân không dao khiến người ta mệt mỏi, mất dần hy vọng và dần trở nên kiệt quệ đến cùng cực. Chúng như một kẻ trộm đánh cắp đi bao niềm hạnh phúc, khoảnh khắc tươi đẹp của con người ta. Và điều đáng sợ nhất là dù có ước ao thế nào thì ta cũng khó mà khống chế chúng một cách triệt để. Vậy nếu là một người may mắn không vướng vào bi kịch ấy, liệu chúng ta sẽ có cảm nhận ra sao về chúng, hay xa hơn, ta có thể cảm nhận chúng không? Trong tất cả các bệnh nan y, hiển nhiên ung thư luôn là một trong những căn bệnh tồi tệ, khủng khiếp nhất. Nó như một kết cục xấu được sắp xếp cho người ta biết trước, khiến cho người ta còn chả kịp hy vọng thì đã bị nó ăn mòn bằng những cuộc xạ trị, phẫu thuật và cả tác dụng phụ kèm theo. Đối với những con người mắc căn bệnh tồi tệ này thì việc chịu đựng dường như đã là thói quen, khiến họ chỉ còn mong chờ đến một điều. Theo như Hazel Gray chia sẻ, thì đó là ngày tốt lành cuối cùng, hay còn gọi là tác dụng phụ của bệnh ung thư, mà đúng hơn là tác dụng phụ của việc chờ chết. Ta còn có thể hy vọng vào một cuộc sống tươi đẹp không, nếu biết trước thế nào cũng bị căn bệnh này nhấn chìm? Hazel, một cô gái chỉ mới 16 tuổi, đã nói với tôi rằng, tôi tin rằng trên đời này chúng ta có quyền được chọn cách để kể những câu chuyện buồn. Nói cách khác, bạn có thể thêm vào đó những câu chuyện ngọt ngào. Khi lỗi thuộc về những vì sao đã mang đến rất nhiều cảm xúc mà thật hiếm ai cho chúng ta có thể trải qua. Ở đó, ta thấy những nỗi đau, những điều hạnh phúc theo những khía cạnh khác nhau, để rồi có những cảm xúc vô cùng chân thật. Mỗi nhân vật dường như đều để lại cho tôi những ấn tượng lớn, những cảm xúc khó tả mà vẫn giữ nét riêng biệt của họ. Và đương nhiên, Hazel là người đã để lại cho tôi nhiều mảng nghẹn ngào, đau thương nhất từ những trang sách đầu tiên. Một cô gái chỉ mới 16 tuổi, đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp di căn vào phổi, lại có những tư tưởng hành động thực tế tới mức bi quan như vậy. Cô như một mảng màu xám ảm đạm, nhưng vẫn có sự cuốn hút khiến người ta tò mò. Chính anh chàng Augustus Waters cũng đã thừa nhận điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cô. Cuốn sách miêu tả đó là cuộc gặp gỡ định mệnh, đặc biệt dưới trái tim của Chúa. Hội tương trợ với nhiều những bệnh nhân trẻ mang trong mình nỗi đau mà căn bệnh ung thư quái ác mang lại. Tại đây, Hazel đã gặp và quen những người bạn cũng mắc trong mình căn bệnh ung thư. Thế nhưng, cô vẫn không thấy khá hơn là bao cho đến khi Augustus Waters xuất hiện. U xương ác tính đã lấy đi một chân của cậu. Thế nhưng khác với Hazel, Augustus lại gợi đến một mảng màu rực rỡ khác biệt. Anh chàng này điển trai, hóm hỉnh, có chất giọng rất thu hút và thật biết gây ấn tượng với người khác. Anh và Hazel có cùng một niềm đam mê đọc sách, và thế là như một lẽ thường, đương nhiên chẳng có gì khó khăn để hai người kết bạn với nhau. Tôi tin rằng đối với họ, đó là một quãng thời gian tuyệt vời. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách, nhưng thời điểm mà tôi thấy sách tuyệt vời nhất là khi nghe chia sẻ của Hazel về cuốn sách yêu thích của mình. Cô yêu thích nó bằng sự chân thành, xuất phát từ tấm lòng và tình cảm sâu sắc. Đối với Hazel, nỗi đau tột cùng của Peter Van Houten mang cho cô một sự đặc biệt, rất hiếm hoi, rất riêng. Cô yêu quý nó đến mức giới thiệu nó và chia sẻ cảm giác yêu thích của mình thì chẳng khác gì phản bội cả. Chính những cảm nhận rất thú vị này của cô khiến anh chàng Gus đã dành những 3 ngày liền để khám phá hết cuốn sách ấy. Nhưng có lẽ phần kết của câu chuyện có phần không thỏa đáng lắm với Gus. Và dù có hài lòng với cuốn truyện như thế nào, Hazel vẫn phải thừa nhận rằng cô cũng cảm thấy có quá nhiều băn khoăn về kết thúc của câu chuyện. Nhưng bao nhiêu năm qua, dù có cố gắng liên lạc với tác giả của cuốn sách như thế nào thì cô cũng đều không nhận được một lời hồi đáp nào.
Tưởng chừng mọi việc dường như đã kết thúc với những thắc mắc ấy, thì Augustus lại mang đến một bất ngờ không tưởng. Anh đã liên lạc được với email trợ lý của Peter Van Houten và nhận được thư hồi âm của ông ấy. Augustus ngay lập tức chia sẻ niềm vui này với Hazel. Và rồi họ nhận được một lá thư mời đến thành phố Amsterdam để nghe những lời giải đáp của Peter Van Houten về cuốn sách Nỗi đau tột cùng. Đối với Hazel, đó tưởng chừng như là điều tuyệt vời nhất mà cô nhận được. Thế nhưng, điều kiện kinh tế lại không cho phép cô bé thực hiện chuyến đi ấy. Điều đó làm Hazel không khỏi thất vọng, nhưng cô hiểu vì mình bố mẹ đã cố gắng nỗ lực đến nhường nào. Đương nhiên, Gus biết cô thực sự rất mong chờ chuyến đi này. Vì thế giới này là một sự điều ước, nên Gus đã dành chính điều ước của mình để đưa Hazel đến Amsterdam. Một chuyến bay bao gồm Gus, Hazel và mẹ của cô đã cất cánh suốt nhiều tiếng đồng hồ để đến với đất nước Hà Lan, đất nước của cô bé Anna và những người thân của cô bé trong nỗi đau tột cùng. Chuyến bay ấy đã khiến cho Gus và Hazel đã càng thêm thân thiết với nhau hơn. Họ có bao nhiêu niềm vui suốt chuyến bay và luôn có một niềm háo hức to lớn trong lòng hai người. Amsterdam thơ mộng và đẹp đẽ mang đến cho họ bao nhiêu cảm xúc, bao kỷ niệm tuyệt vời, bao trải nghiệm mới mẻ. Augustus đã chia sẻ điều ước của mình và sẵn sàng cùng cô đến một đất nước xa xôi, dù thật khó khăn với chính bệnh tật của hai người. Thế nhưng, trái với sự mong đợi nồng nhiệt, tác giả Peter Van Houten đã khiến cả Hazel và Gus phải thất vọng vì suy nghĩ và lời giải thích của ông. Tưởng chừng đó đã là điều tồi tệ nhất trong chuyến đi, thế nhưng bệnh tình của Gus lại càng đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày. Anh đã được xác nhận là NEC 14 tháng, nhưng rồi căn bệnh ấy vẫn quay trở lại và gần như đánh gục Gus. Từ một chàng trai hóm hỉnh vui vẻ, Gus cảm thấy bất lực và ghét bỏ chính bản thân mình. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Gus vẫn ra đi. Lòng tôi có một khoảng lặng đến uất khóc khi đọc đến những trang sách về tang lễ của Gus. Đó là những nỗi buồn lớn đối với tất cả, với Hazel, với những con người biết Gus và kể cả chúng ta, những người đang theo dõi mọi chuyện. Sự ra đi của Gus khiến Hazel đau gấp vạn lần, niềm đau dai dẳng và sâu sắc hơn những cơn đau phổi đến chết của cô. Và cuối cùng, thì rốt cuộc, thế giới cũng chẳng phải là một sự sản xuất điều ước. Ngày tốt lành cuối cùng cũng sẽ đến, cho dù rất khó để thừa nhận, nhưng nó là sự thật. Trong tôi, dù có ngàn lần hy vọng có một điều kỳ diệu xảy ra, thì cuốn sách cũng cho chúng ta một cái kết mở. Và có lẽ một ngày nào đó Hazel cũng sẽ ra đi. Thế nhưng những ký ức và tình cảm với Gus sẽ không bao giờ phai. Tình cảm của họ là một mối tình không ướt át như ngôn tình, không quá lãng mạn nhưng nhiều cảm xúc. Trong cuộc chiến giữa cái chết và tình yêu được viết nên như một bản nhạc đầy thăng trầm, đầy màu sắc, đầy vui buồn và cũng đầy bất hạnh, nhưng vẫn luôn trong sáng và cũng rất tuyệt vời, mang lại một màu thanh nhẹ. Đến trang viết cuối cùng, chúng ta dường như vẫn có cảm nhận được tình yêu của họ. Gus ra đi nhưng lời nhắn anh để lại thì vẫn mãi ở trong tim Hazel và trong tim của chúng ta. Augustus đã từng nói rằng trên thế gian này ta sẽ không lựa chọn nếu biết mình tổn thương, nhưng ta vẫn lựa chọn với một số người mà ta biết sẽ làm tổn thương ta. Tôi thích sự lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng cô ấy cũng thích sự lựa chọn của cô ấy. Liệu họ có đúng không? Tôi nghĩ họ đã làm đúng. Nếu không có nỗi đau, làm sao chúng ta có thể cảm thụ được niềm vui? Vậy nỗi đau có tỷ lệ thuận với niềm vui hay không? Tôi nghĩ là không. Nhưng chúng ta có thể nghĩ về nó, nói về nó theo cách ngọt ngào nhất như Hazel. Trong bức thư gửi cho Hazel, Peter Van Houten đã nói: viên lách không thể hồi sinh sự mất mát, thực chất chỉ là sự chôn vùi. Con người chúng ta sẽ lắm lúc phải tự tìm cách đối diện với chính nỗi đau của mình và với những người xung quanh. Nó có thể sẽ chẳng bao giờ mất đi được, nhưng đừng để nó đánh gục chúng ta. Pain demands to be felt. Nỗi đau cần được cảm nhận. Tôi nghĩ rằng mình đã phần nào hiểu được nỗi đau ấy. Thứ họ thiếu là sức khỏe, là thời gian, nhưng họ không nghèo nàn tình cảm với vô vàn điều tích cực. Họ biết hy sinh và chia sẻ những điều tốt đẹp cho nhau. Sự ra đi có nghĩa lý gì trong khi ta có những tháng ngày được sống vui vẻ, hạnh phúc? Tôi đã được nhìn thấy một tình yêu lãng mạn hơn so với cảnh hoàng hôn trên biển. Những thách thức mặc cảm nhất về thể chất, tinh thần cũng chẳng là gì khi ta biết chấp nhận và giúp đỡ nhau cùng vượt qua nó. Vậy nỗi đau ở đây có phải sự ngắn ngủi của thời gian mà họ sở hữu? Có lẽ chỉ có họ mới hiểu hết nỗi đau ấy. Tôi thực sự rất ấn tượng với cuốn sách này, không phải chỉ vì đây là cuốn sách của John Green. Đây là cuốn sách mà chúng ta nên đọc và suy ngẫm, tái hiện lại một câu chuyện đầy tính nhân văn và nghị lực phi thường. Các nhân vật trong chuyện mạnh mẽ biết nhường nào, họ đặc biệt theo cách riêng của họ, họ hiểu ý nghĩa của cuộc sống của họ. Và căn bệnh ung thư đã góp phần tạo nên sự hoàn hảo đó. Câu chuyện như một liều thuốc tiên dành cho những bệnh nhân ung thư, nó như một thông điệp gửi tới tất cả các độc giả, đặc biệt là những người đang mang trong mình căn bệnh nan y, rằng dù khoảng thời gian của chúng ta chỉ là hữu hạn, nhưng chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống ý nghĩa như chúng ta muốn và có được những giây phút thực sự hạnh phúc cùng với những người mà chúng ta yêu thương. Câu chuyện này đã tác động đến tôi rất lớn trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ chính cuốn sách này đã thay đổi tư tưởng của tôi một cách hoàn chỉnh, truyền tải cho tôi những điều ý nghĩa, đọc khi lỗi thiệt về những vì sao để ta thêm trân trọng từng giây, từng phút trong cuộc đời này. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như bao ngày, tôi vẫn cảm nhận được ánh nắng, mặt trời, cát, gió, không khí. Nhưng chỉ khác là từ khi tôi đọc cuốn sách ấy, tôi càng thêm trân trọng những điều giản dị ấy mà trước giờ tôi chẳng thể để ý đến. Giúp tôi nhận ra và thêm trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời khi còn có thể. Nếu như trong cuộc sống, sự hiến tặng đem tới niềm vui thì sự chia sẻ sẽ lấy đi nỗi khổ. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào một vũng lầy đau khổ hay tuyệt vọng. Thật không có gì quý giá bằng ngay lúc ấy có một bàn tay vững chãi cho ta tựa vào và truyền thêm sức mạnh giúp ta can đảm để vượt qua.
Bàn tay ấy có thể không đủ sức để kéo ta khỏi vũng lầy bất hạnh, nhưng nó đã làm nỗi khổ của ta vơi đi ít nhiều. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này. Chúng ta cần hiểu triết lý vô thường của cuộc sống. Những khó khăn chỉ là tạm thời, ngay cả khi bạn đã thử hết tất cả mọi cách thì bạn vẫn có khả năng để thử lại. Hãy luôn nhớ rằng, luôn có ai đó quan sát bạn và bạn luôn có lý do để cố gắng. Có thể nói, khi lỗi thuộc về những vì sao là một kiệt tác về cuộc hành trình khắc nghiệt đến ngạt thở của nhân vật chính để chinh phục sự mất mát, sợ hãi, đau khổ bằng nghị lực sinh tồn và niềm tin. Tôi nghĩ còn gì thú vị hơn là một buổi tối rảnh rỗi được ngồi thưởng thức những cuốn sách hay nhưng khi lỗi thuộc về những vì sao.